Thầy đã được không? Xin chân trọng rất là kính chào các em vỗ tay đi ạ. Cảm ơn quý vị. Lần đầu tiên anh em xong đây. Thank you.
nữa đó. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. À. Và cái bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng bốc thăm may mắn quý vị. Đó, Diễm ơi, Diễm ơi, đang bật lên. Anh trai em xin cảm ơn. Ủa? Dạ, cho em Kiều, em Kiều anh. Em Kiều. Anh ơi, em cảm ơn anh nha. Cảm ơn. Dạ, có phải là công việc khán giả là mình chưa bỏ những tờ lá thăm lên trên sân khấu không ạ? Cảm ơn. Ai vậy? Dạ, cái bây giờ cảm ơn anh. Dạ, trời ơi. Chỉ có một anh là người nước ngoài thôi, còn lại là phải anh thì phiên biệt. Trời ơi, xin cảm ơn tất cả quý vị. Rồi bây giờ em tiến hành em xào lên nha quý vị ơi. Xào lên, trộn lên, trộn lên em ơi, trộn lên. Đây. Kính thưa quý vị, trên tay của ông Quảng là một con bao trị giá 200k, đó là một chiếc voucher mua sắm kèm theo đó là nửa ký lạp xưởng của chị Lô Lô. Vòng này ai lạp xưởng từ bếp bà Lộ má ơi, lạp xưởng lạp xưởng từ bếp bà Lộ. Không biết bếp bà Lộ ở trên sảnh chiên bắp được không vậy ta? Ê rồi hả? Thưa quý vị, chúng tôi xin hai phút quảng cáo. Thưa quý vị, công ty điều hành bếp Bà Lộ thành viên, hai thành viên, một người chiên, một người ra và ý như đi quý vị nha. YouTube liên tục, chúng tôi đã hạ thấp tiền thường xuống và không bán được ký nào, cho nên hy vọng là quý vị ủng hộ và mình chúng thưởng đang về ăn thử, nếu ngon vui cho em chục ký. Rồi, rồi, bây giờ chúng tôi sẽ được phép nó nghe nè. Bây giờ mày cầm cái video tao tháo hoặc chiếc vòng mà nó ngứa quá, nó ra đen. Trời ơi, trời ơi, là trời, là con gái trên hả? Núi rừng. Hồi nãy vô phòng bánh cướp chị Lộ nói là ngày hôm nay làm gái Tây Nguyên giàu. Ra đeo vàng giả. Trời ơi trời. Định làm cô gái giàu. Ai ngờ tôi gặp em bước với mẹ luôn. Rồi bóc đi cưng. Rồi cái đó là gì? Bây giờ là giải đầu tiên và ai sẽ trúng thưởng nè? Trời ơi Linh hoặc Linh. Số điện thoại đuôi là 968. Dạ chúng mình chị Linh. Dạ xin mời chị. Rồi chị đọc cho em số điện thoại đầy đủ nha. Ở đâu? Dạ. 0908 233 9 8 hợp lệ. Dạ. Đúng rồi. 4044 đúng không ạ? Ok, dạ em gửi chị Nguyễn Lập Sưởng và con Lập Sì. Dạ. Thank you so much. Và cái bây giờ mong lời tiếp theo em có biết chị nào hướng mắt sẽ bắt đầu dò sớm với mình ơi. Vô một sinh nhật của một khán giả mất tài khoản anh Hương Nguyễn đó đâu ạ? Anh Hương Nguyễn kìa. Hương Nguyễn ơi à. Happy birthday anh Hương Nguyễn đang ngồi ở đâu ạ? Hương ơi. Hương. Hương. À Hương. Hương vào em vào. Happy birthday Hương nha. Diễn là quay cái bông xuống sân khấu không bị má. Ta nhìn gì chứ, tại vì quay lưng sao người khán giả người ta nói. Rồi, bây giờ là lên đèn. Lên đèn rồi, thượng đăng rồi. Thượng đăng rồi. Đó, Nguyễn. Chúc mừng sinh nhật. Rồi, hôm nay là sinh nhật thứ mấy của Hưng nè? Trời ơi. Bà. Ăn gian, trời ơi, sao có sao đâu, ăn gian được mà. Tại vì em là một trong những khán giả là rất là thường đến với Sài Gòn Tân Thời luôn. Cảm ơn em là luôn là khán giả trung thành ngồi dưới coi show mỗi khi tối ha. Cảm ơn em đến. Hôm nay mình đi sinh nhật mình thấy với bạn nè. Với người nhà. Người nhà, dạ, cảm ơn người nhà rất nhiều, chúc mừng sinh nhật mình nha. Hy vọng là sẽ có nhiều
nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn nữa nha. Rồi bây giờ là có ai làm thơ tặng thương không? Khán giả là quy thuộc là VIP Kimber. Chị Quyền đi. Quyền đi. Chính là Quyền Thọ bây giờ. Quyền Quyền duyên lắm quý vị. Quyền duyên lắm. Trời ơi mẹ Quyền mới cho tên 27 tuổi đi đó. Lâu lâu rồi không có làm thơ. Tên gì vậy bạn? Của anh em Hương Nguyễn. Hôm nay sinh nhật Hương Nguyễn. Chúc em sẽ được. Tên Hương hay tên Nguyễn? Tên Hương. Nguyễn Hương ơi. Hương Hương. Má này. Hôm nay sinh nhật của Hương. Chúc cho Hương được. Tưng bừng. Tưng bừng tối đi ngay. Nói gì mà chúc đi ra. Anh nói gì? Tưởng đâu là ảnh là Nguyễn Hưng là mẹ em trời mới sinh chín chín bông chín 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 mình Hưng nói là em không được nữa rồi ai cái tên như vậy nè rồi bây giờ xin mời quý vị vào số tiếp theo.